Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Mình là Michael. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện về cái cầu thang và bức tượng. Câu chuyện này diễn ra như thế này. Cái cầu thang á, nó than phiền với lại cái bức tượng. Nó nói là ngày nào người ta cũng đạp lên tôi. Người ta cứ bước, các bạn thấy cầu thang không? Này cầu thang nè, cầu thang gỗ nha các bạn. Ngày nào người ta cũng đạp lên tôi, người ta mạt sát tôi, người ta không coi tôi ra gì cả. Còn anh cũng cùng một chất liệu giống như tôi, anh cùng một cái cây gỗ giống như tôi mà ra. Mà tại sao anh được người đời người ta nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và nhìn anh với cái trìu mến, và nhiều khi họ lạy anh nữa, nhiều khi họ ngưỡng mộ anh quá cái nỗi mộ, họ gọi là họ viết thơ người ta tặng anh, người ta làm sáng tác những ca khúc, những ca nhạc và người ta hát vang lên. Và nhiều khi người ta hình tượng anh quá, nói là anh bay bổng, anh có cánh, rồi anh giúp họ, họ tới họ cầu nguyện anh nữa. Nhưng mà tôi cũng xuất phát từ một cái cây gỗ giống như anh, nhưng mà sao thân phận của tôi nó khổ như vậy? Người ta ngày ngày người ta chà đạp lên thân thể của tôi, ngày ngày người ta dẫm lên tôi, có người nhảy lên tôi nữa. Đó, ngày nào cái cầu thang nó cũng nói với cái bức tượng như vậy các bạn. Thì cái bức tượng nó mới trả lời như thế này: khi người ta chiêm ngưỡng tôi, người ta nhìn ngắm tôi, người ta cầu nguyện, người ta thấy một cái bức tượng nó đẹp vậy, cái đó là người ta chỉ thấy bề ngoài thôi. Họ đâu biết rằng cái quá khứ của tôi. Anh nhìn lại anh đi, anh tốn, anh bị người ta xẻ từ cái khúc gỗ ra bao nhiêu lần xẻ thì anh mới được một cái miếng chân cầu thang như vậy. Thì cầu thang nó trả lời là: thì người ta xẻ tôi làm mấy phần, làm 8, cắt tôi một cái rồi hai cái là nó ra hình một cái tấm gỗ thôi à, rồi xong rồi tôi lót làm cầu thang. Cái xong bức tượng nó cười, nó nói với anh cầu thang là: anh thấy không, người ta chia sẻ anh có 2 nhát à, mà anh nhìn lại tôi đi, người ta xẻ tôi tới 2000 nhát. Anh có thể tưởng tượng được 2000 nhát tôi đau đớn như thế nào để bị người ta tạc thành một bức tượng đẹp như vậy. Không những 2000 nhát mà là 3000 nhát, 5000 nhát. Mỗi lần người ta đục, người ta đẽo tôi phải cắn răng tôi chịu đựng cái sự đau đớn như vậy. Và nhiều khi người ta gọt, người ta dũa, khi người ta đục ra con mắt, khi người ta đục lỗ tai, ta đục tới đục lui, đục xuôi đục dọc, rồi người ta cắt. Mà không chỉ là cái mũi đục và cái búa không, nhiều khi người ta lấy những cái máy cưa, người ta cắt đủ kiểu hết á, cưa cắt rồi gọt đẽo. Nói chung là tôi phải chịu rất là nhiều đắng cay và nhiều cái vết dao chém rồi cưa cắt đủ kiểu trên đời, bao nhiêu nhát, cả ngàn nhát, cả 10000 nhát, 1000000 nhát, để tôi được có một cái hình hài như ngày hôm nay. Không những có vậy, tôi còn bị người ta sâu rồi người ta lại lấy giấy nhám người ta chà, còn anh người ta chỉ cắt 1 lần là coi như xong rồi, đâu có bị chà đạp gì đâu. Người ta lấy giấy nhám người ta chà, người ta chà cho nó láng đã, xong rồi người ta lấy vạt ni người ta đánh hết 1 lớp, rồi đánh 2 lớp, rồi 3 lớp. Anh thì được ở trong nhà sướng như vậy, lúc nào cũng được che mưa che nắng. Còn tôi thì bị người ta đem ra giữa trời bao la, nắng mưa thì tôi cũng chịu hết. Thì anh nghĩ có anh sướng hay là tôi sướng? Người ta chỉ dẫm lên anh khi mà người ta cần đi ngang qua anh thôi. Còn tôi là ngày nào tôi cũng chịu nắng, chịu mưa, chịu bụi, chịu tiếng ồn, chịu tất cả mọi thứ. Tôi đâu có mấy nhà đâu, bây giờ anh còn than phiền gì nữa. Đó các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Cái câu chuyện nhỏ thôi nhưng mà đem lại cho mình rất là nhiều cái sự suy nghĩ. Các bạn có nghĩ là cuộc đời này đối với các bạn nó tốt không? Các bạn có cảm giác hạnh phúc khi bạn sinh sống trong một cái ngôi nhà không? Có một ngôi nhà che mưa che nắng, hay là bạn muốn đi ra ngoài kia tối các bạn không có chỗ các bạn ngủ, các bạn phải ngủ bờ, ngủ bụi, các bạn phải ngủ trên xe. Những cái lúc ngủ bờ ngủ bụi đó, hoặc là những cái lúc ngủ trên xe, thì bạn sẽ hiểu được khi mà có được một tấm nệm êm, khi có một cái ghế sofa như thế này để bạn đặt chân xuống bạn ngủ trong một cái đêm, thì nó hạnh phúc được cỡ nào. Cái bức tượng kia nó trải qua bao nhiêu sự gian khổ, bao nhiêu đắng cay của cuộc đời của nó,
để nó được người đời ngưỡng mộ, người ta chiêm ngưỡng nó. Mà còn cái cầu thang thì nó không không được như vậy, và nó lúc nào cũng đi than phiền là tại sao anh như vậy, tại sao tôi như vậy, hai chúng ta cùng chung một nguồn gốc là cùng mẹ, nhưng mà sao số phận của tôi là như vậy, còn số phận của anh thì được hạnh phúc như thế. Thì cái cuộc đời nó vậy đó các bạn. Khi mà bạn trải qua rất là nhiều đắng cay, khi bạn trải qua nhiều sự gian khổ, lửa sẽ thử được vàng thiệt hay là vàng giả. Sau rất nhiều gian nan, gian khổ, khó khăn, thử thách, trèo đèo lội suối, vượt non vượt biển, thì mới khẳng định được con người của mình là ai, và khẳng định được sức mạnh của bản thân của bạn. Khi bạn trải qua tất cả mọi thứ đó rồi, lửa thử vàng, khi mà đã qua lửa rồi thì không có cái gì là thật là nó ra thật, cái gì nó giả là nó sẽ ra giả. Và khi bạn trải qua rất là nhiều khó khăn gian khổ rồi thì con người bạn được tôi luyện. Các bạn có thường hay nghe người ta gọi là thép đã tôi thế đấy không? Thép mà đã tôi rồi thì sẽ không có cái gì mà làm trở ngại thép được. Mà khi cái bức tượng đó, nó trải qua rất là nhiều gian khổ rồi thì nó chứng minh được một cái là nếu mà bạn cũng trải qua những gian khổ như bức tượng đó thì bạn sẽ được người đời người ta ngưỡng mộ, và bạn sẽ được người ta nghĩ đó là thấy bạn thành công như vậy, thấy bạn giàu có như vậy, người ta sẽ nghĩ ôi rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ chị. Nhưng người ta sẽ không bao giờ biết được đằng sau bạn, bạn đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn và gian khổ rồi các bạn. Người ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Và người ta chỉ nhìn thấy cái phần nổi của cái tảng băng thôi. Thì lúc đó thì người ta sẽ nghĩ là ôi bạn rất là may mắn, bạn được hạnh phúc. Nhưng thực chất có những đêm ngày mà bạn phải rất vất vả để bạn mưu sinh. Và nhiều cái những cái gọi là những cái công đoạn bạn trải qua, những cái sự khó khăn bạn trải qua, bạn âm thầm bạn biết được chứ không có ai mà biết cho bạn đâu. Thì những cái đó là bạn phải tự biết. Bây giờ mình nói khi mà ra khởi nghiệp, khi mà ra kinh doanh á, nó rất là cô đơn. Bởi vì mình luôn luôn nói là bạn hãy tìm cho mình một cái người partner, một cái người mà cộng sự của bạn, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau đi làm chung với nhau, cùng nhau khởi nghiệp chung với nhau. Và cái người này phải giỏi hơn bạn, phải tìm người giỏi hơn để mình ra làm, chứ không có tìm người dở hơn, phải tìm người giỏi hơn bạn. Và một cái điều mình nói các bạn nữa, khi mà mình làm người rồi đó, mình không nên so sánh người này với người kia. Cái cầu thang nó luôn luôn nó so sánh. Khi mà bạn so sánh á, sự bắt đầu so sánh đã là cái sự khập khiễng rồi. Không có lấy trái táo so với trái cam được, và không bao giờ mà lấy trái cam mà so với trái bưởi được các bạn. Đó là không bao giờ được. Cho dù bạn lấy trái táo so với trái táo cũng chưa chắc được. Thì không bao giờ nên so sánh. Mà cái mà mình nên so sánh là chính bản thân mình các bạn. Cái cầu thang hãy so sánh với chính cái cầu thang, và cái bức tượng hãy so sánh với chính cái bức tượng đó. Coi coi bạn trải qua cái gì trong quá khứ, và bạn học được cái điều gì để mà bạn tồn tại đến ngày hôm nay. Và khi ngày hôm nay đã tới rồi á, thì mình học được cái điều gì để mình phát triển tiếp trong ngày mai nữa các bạn. Học được cái gì ngày hôm nay để phát triển bản thân của bạn cho ngày mai. Chứ đừng có nghĩ là bạn đứng dậm chân tại chỗ. Bạn dậm chân tại chỗ thì vô tình bạn đi lùi nha các bạn. Cái câu chuyện ngắn như vậy á, mình mong là các bạn hãy suy nghĩ nhiều. Đừng có cầm len, đừng có so đo với người ta, đừng có so bì với người khác. Và đừng có lấy con cái mình ra để so bì với con cái của bạn bè của các bạn. Con của các bạn là một cái thiên thần. Thiên thần người ta cử đến cho bạn. Cuộc đời của bạn rất là may mắn khi có những người con. Thì bạn đừng có nên so sánh nó với ai hết á. Và tương lai á, của các bạn là con của các bạn, hãy để cho nó thích thì nó làm, sáng tạo của tụi nó, hãy hướng tụi nó và giúp cho tụi nó để tụi nó thực hiện ước mơ của tụi nó. Đừng có bắt nó đi thực hiện giấc mơ của các bạn. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn chuẩn bị vào năm học mới là các bạn tân sinh viên á. Mong là các bạn hãy học thật là giỏi. Và bạn nào thi rớt thì cũng không sao hết, đó là chuyện bình thường. Năm sau thi lại. Còn các bạn nào không học đại học, không học cao đẳng, không sao. Các bạn ra khởi nghiệp đi. Có thời gian cho các bạn ra khởi nghiệp. Khởi nghiệp vài năm là đi học cũng không có muộn. Rồi, chúc các bạn học tốt nha. Và một lần nữa, mình nói lại lần nữa, cái bức tượng đó, cho dù nó đẹp, nhiều người ngưỡng mộ đó, nhưng mà nó cùng nguồn gốc với lại cái cầu thang. Thì gà cùng một mẹ, gà cùng một mẹ thì phải cùng nhau phát triển, cùng nhau hỗ trợ nhau, chứ không có nên so đo với nhau, không có nên phân biệt với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.